Hello, xin chào tất cả anh em. Video hôm nay thì em có bóc một cái bộ mic U700 của bên em. Bộ mic này em có test cho một anh là anh Khánh nhá. Anh này anh ở Bà Rịa Vũng Tàu, lấy bộ mic là U700, giá là 2 triệu đồng, rất là ok của bên em. Rồi, bây giờ thì em sẽ bóc hàng và test trước khi đóng hàng và gửi đi cho anh trong ngày hôm nay. Đây là bộ mic khá là cao cấp anh em nhé, rất là rẻ, chỉ có tầm 2 triệu thôi, có cảm biến gia tốc, dò sóng sạch và chế độ tự ngắt cho anh em. Đây là cái shop bảo vệ đây, ok chưa ạ? Đó, phụ kiện đi kèm thì nó sẽ có một cái cục sạc nguồn anh em nhá. Sạc nguồn này nó sạc auto volt này, điện yếu điện khỏe chúng ta sạc hết, ok chưa ạ? Một cái dây jack 6 ly đó. Anten thì nó sẽ làm cái anten này nó sẽ làm ở vị trí này anh em nhé, ở trong đây đó. Đây là anten. Rất là cao cấp đúng không ạ, rất là chuẩn chỉnh. Anten chúng ta lắp vào thì sóng nó khỏe nhé, nó không bị chập chờn và nó bắt xa. Với bộ mic này nó bắt xa tầm 50-70 mét đó. Và sẽ có hai cái chống lăn cho anh em, hai chống lăn ở mic đúng không ạ, và sẽ có bốn quả pin. Pin này chúng ta dùng hết đúng không ạ, anh em dùng hết xong anh em vẫn đi anh em nhé, rồi sau đó chúng ta thay pin khác. Về phần tay mic đây, giờ thì em sẽ tháo cho anh em xem. Đấy, tay mic rất đẹp. Bộ mic này thì thực sự với anh em thì trong cái tầm giá là 2 triệu thì quá là ok đúng không ạ? Nhìn nó rất là chất. Đấy, quá là đẹp luôn. Rất là xịn sò, bóng loáng luôn. Hàng đẳng cấp anh em nhá. 2 triệu đồng bộ mic. Bộ mic này anh sắm về chơi trong dịp cuối năm Tết là quá là chất rồi. Đúng không ạ? Rất chất. Đây này. Quan trọng nhất đó là cái đầu thu anh em nhé, đầu thu này thì quá chất luôn đó. Đây đầu thu mặt màu đen LX Acoustic U700 đó, quá chất luôn, rất xịn sò. Con này thì đằng sau nó có hai cổng mic cao lông anh em nhé. Mic cao lông chúng ta phải cắm kết nối vào đây, xuống mixer, hai đường mic riêng biệt, hoặc là thường gia đình anh em cắm vào cái vị trí giữa này, cái jack, dùng cái jack dây jack 6 ly ấy, cắm vào kết nối xuống vang âm đi chúng ta khá là ok rồi. Thì bây giờ sẽ lắp anten vào. Đấy, lắp anten vào anh em nhé. Anh em lưu ý nhá, anh em cho vào đúng không ạ? Và anh lắp đặt chặt vào. Đó, sau đó gập lên. Ok chưa? Đấy, bên này cũng vậy. Anh em xoắn cho em, đấy, xoắn một vòng, đấy, xoắn chặt vào phát thế là ok. Đó, rất là đơn giản thôi. Đó. Và sẽ nắp pin luôn để thử cái tiếng mic này nhé. Khẳng định với em tiếng mic này nó rất là hay. Đấy, cái chiều dương của mic thì chúng ta sẽ cho ra ngoài anh em nhé, sẽ cho ra ngoài. Ok, cho ra ngoài. Khá chất đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ cho lên em nắp vào một cái bộ dàn anh em nhé. Anh em đợi em trong giây lát. Nhanh thôi. Đó, và sẽ bật nguồn lên đúng không ạ? Ok. Đó, sau khi kết nối xong thì bây giờ em sẽ alo thử cái tiếng mic cho anh em xem nhá. Alo từng tay một này. Đây. Bật lên này. Ok chưa? Quá chất luôn. Đấy. Bật lên thì cái đầu thu nó sẽ hiển thị cái vạch sóng này. Nó hiển thị luôn cái vạch sóng này anh em nhá. À đây, đây, đây. Đó. Và bây giờ thì sẽ mở volume của cái này thì em chưa kết nối. Đấy, chưa kết nối xuống vã vang anh em nhé. Nó sẽ cắm vào kết nối vang này rồi. Ok, ở đây tên 6 7 8 9 đó. Tiếng mic mở rất nhỏ thôi, đã bay rồi. À đây, 6789 1 2 5 6 7 8 9. Tiếng mic rất là bay anh em nhé.
Đó, cái mic 1 như vậy là ok đúng không ạ? Đấy, con này có cảm biến gia tốc, gió sóng sạch cho anh em nhá. Đó, giờ sẽ sang cái mic 2. Đấy. À, sang cái tay mic 2 này sẽ bật lên này. Đó. À, D7 89. À, tiếng mic khá là ấm đúng không ạ? Cho to lên một chút và sẽ mở một cái bản karaoke để hát thử. À, D7 89. Khá là hay đúng không ạ? 1 2 5 6 7 8 9. Giờ thì em sẽ karaoke thử một đoạn cho anh em nghe nhá. Đấy. Hát trực tiếp anh em nhá. Đó. Quá nhẹ luôn. Xuân nay con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân về mưa hắt hiu. Vườn dưa giờ sắc hoa rơi rụng. Xuân về không mẹ nụ hoa kém tươi. Xuân nay con về mẹ ở đâu? Bao mùa xuân hẹn con vẫn đi. Đời trai như cánh chim phiêu bạt. Bao lần xuân về để mẹ hoài ngóng chờ. Vừa rồi thì cũng hát thử một đoạn cho anh em nghe trên cái bộ mic U700 này. Đấy, khá là hay. Thực sự với anh em, với tầm giá 2 triệu ở bộ mic này thì rất nhiều bộ mic không đem được anh em nhé. Đó. Thì hôm nay có test cho anh. Đó, test trực tiếp cho anh như vậy là quá là ok rồi. Đó. Thì cũng rất là cảm ơn anh cũng đã tin tưởng và mua hàng của bên em. Và bây giờ thì em sẽ đóng hàng và gửi luôn cho anh ngay trong ngày hôm nay. Anh em xem video thấy hay nhớ cho xin một like và đăng ký kênh. Bạn nào có nhu cầu mua hàng gọi trực tiếp em qua số điện thoại bên dưới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.